cái gì vậy? Sao vậy chú? Khởi động thôi mà. Chứ không phải. Chân trụ của ba phải đặt cho nó vững. Là sao? Chân trụ của ba đặt không vững á, người của ba sẽ dễ lắc lư nè, dễ té rồi đá hụt banh nữa. Trứng mà khôn hơn dịch. Cái này là vợt thôi mà, còn vô trận đi sẽ thấy ba xuất thần như thế nào. Chơi. Mày uống gì cho trội vô đầu mày bây giờ. Vô đá chú ơi nha. Cái vợt mà làm cho nó muốn chửi thề rồi đó. Làm lại. Mở lên. Mày hãy đợi giờ sân đấu. Giao cầu. Mày à, mày vẫn còn cường tráng lắm mà. Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Hãy thống trị sân bóng như ngày thường mày thống trị công ty. Cố lên. Để coi. Ây da. Mấy cái thằng đó thiệt là. Anh ta quá đi. Chắc là khốn lắm đây. Giao cầu. Sorry. Ủa, bánh con mà chú. Hôm nay chú kỳ quá. Không hiểu được luôn. Ba, hay là ba xuống thủ đi để con tấn công cho. Cái gì? Bậy. Chứ nãy giờ ba giành đá không, không ai đá được gì hết luôn. Giành hồi nào? Đúng rồi, chú ơi, chú đừng có giành nữa. Giao cầu. Tập trung đá vào chỗ ông Đà đấy. Ông Đà đấy là lỗ hổng đặc biệt của bên nợ đấy. Ê, cái thằng kia mà nó ai lỗ hổng vậy? Cứ đá vào chỗ ông Đà. Nè, anh đang nói cẩn thận nha. Sao nói ba tôi là lỗ hổng? Chúng tôi nói đều nói sự thật thôi mà. Nè, tôn trọng người lớn tuổi nha chưa? Lịch sự chút xíu đi nha. Ba tôi chỉ già thôi chứ không có hổng. Tập trung vô trận đấu. Bỏ đi. Để tôi. Lần này mình đã có cảm giác rồi. Sút. Chú xin lỗi. Bà sao kỳ vậy ba? Không biết sao nữa, ba đá kỳ quá. Có lẽ ba đá cái cầu nó mạnh quá đó con. Bà, vậy ba xuống chơi làm sao đi? Cái gì tự nhiên sao rồi đuổi ba xuống làm sao? Đúng rồi, chú ra phía sau đi. Phía trước để tụi con lo cho. Chú chơi trên này tốt mà. Thôi, đi mà chú. Thôi, ráng hy sinh đi ba chứ sao đội mình thua đó. Đúng rồi, đổi chỗ đi chú. Ủa sao đổi chỗ ông già vậy? Chán quá vậy, kỳ ghê nơi á. Ê mấy nhóc kia mày nói gì vậy? Chỉ nói vậy thôi mà. Đâu phải là công của mình tôi đâu, là của cả đội thôi. Ngọc hay quá Ngọc ơi. Rồi, con trình bày. Rồi, hả, con lên. Rồi.
anh sửa mà anh công việc đá hay gì nhé. Cảm ơn chị. Anh Ngọc, anh chú, mình nghỉ ngơi nửa tiếng xong mình đá chung kết luôn. Nghe nói hiệp hội lần này á cho giải thưởng là cao lắm á nha. Mà công nhận anh Ngọc Sama đá hay thiệt. Ôi, Ngọc Sama gì anh cứ chọc quê tôi hoài à. Sở dĩ tôi có được tinh thần dẻo dai và trẻ trung như vậy là nhờ mỗi ngày uống 2 hộp sữa Enlin, ba khỏe cơ xương khớp, cộng với mỗi ngày tập 30 phút thể dục mới được vậy đó. Anh Ngọc khiêm tốn mà, quan trọng á là anh Ngọc đá giỏi nè. Đôi chân vàng này hồi nãy giờ toàn bộ một mình anh là ghi bàn không á. Thôi, chân của ba tôi cũng... Ông Tài ơi, cố lên, cố lên. À, Liêu. Đây, 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 nè lại đây, uống nước. Ồ, cảm ơn bà nha. Bà tới là tôi vui rồi. Ông nè, tôi có việc phải đi rồi. Ông cố gắng chơi tốt nha. Ủa vậy hả, đi hả? Cố lên nha ông. Cảm ơn Liễu nhiều lắm. Tôi đi nha. À, đi. Cố lên. Có khi cầu phát qua là anh phải truyền cho tôi liền như vậy tôi mới tấn công được. Nhớ dạ, nha. Dạ. Nhớ kỹ đó. Dạ. Gì vậy? Có chuyện gì? Dạ, tôi còn đang bàn chiến thuật trận chung kết đó chú. Ờ, sao? Bây giờ sao? Dạ, theo như con để ý á, thì khoảng 80% là cầu sẽ được truyền đến chỗ của ba đó. Ồ, vậy thì tốt quá, ba sẽ đổ tài cho coi. Dạ không, vì ba là lỗ hổng cho nên họ mới truyền cho ba đó. Cái gì vậy, lỗ hổng quá vậy? Nè, còn cái vấn đề rất là quan trọng này, nhớ nha, phải nhớ tuyệt đối là tôi dặn nha. Nó nói gì con ráng nhớ nha. Dạ dạ. Khi mà cậu bên đó giao qua, thế nào cũng sẽ giao chỗ của ba tôi. Tuyệt đối, đừng để ba tôi bắt cầu, phải nhậu giành giật liền. Nha, giành giật, lấy cầu và truyền qua cho tôi để tôi đá bên kia thế nào cũng ghi bàn thắng à. Con chừng là con quên là có mặt ba trên sân á. Bà giữ im lặng để con bàn chiến thuật chút xíu nha. Bây giờ nắm rõ chiến thuật chưa? Rõ rồi. Cứ như vậy mà tiến hành. 1, 2, 3 ve yeah, để khí thế thắng nè. 1, 2, 3 ve. Bà về khí thế chút xíu ve vậy sao phải ăn. 1, 2, 3 ve. Bà ba, lùi lùi giùm con đi ba, lùi con chút đi. Lùi chút đi ba, lùi chút nữa. Còn chỗ nào đâu lùi con. Lùi bước đi ba, nghe lời con đi. Hết rồi. Ba lùi giùm con một bước đi. Vậy là ba đứng ở ngoài sân á. Dạ đúng rồi, ba đứng đó luôn nha, đừng cử động nha ba. Con chữ. Ôi là ba chạy vô nữa chi vậy? Con đã cho ba ở ngoài sân rồi ba vô làm chi? Cầu tới thì mình phải đá cho con. Bây giờ dù cầu có tới ba cũng phải né đi. Có như vậy thì anh Khiêm mới phối hợp với con nhịp nhàng ghi bàn thắng được. Dạ. Ủa cái cầu tới mà tự nhiên mình né là sao? Không hiểu luôn á. Con đã cố tình cho ba ra ngoài sân rồi, ba cứ chạy vô. Bây giờ ba nghĩ đi, ba ở trong sân ba có làm được cái gì đâu, đúng không? Bây giờ ba cứ coi như là ba đang chơi bóng né đi. Cứ cái cậu tới bà né qua né lại né sao là đẹp là được rồi ha. Còn bọn chị còn lại cứ để con với anh Khiêm lo, ba hiểu chưa? Tôi biết rồi. Ráng giúp con nghe ba, con khổ quá mà thiệt á. Bây giờ gian cái lấy tinh thần nè. Dạ. Vô ba. 1, 2, 3 yeah. Ba sao ba dễ yếu quá, sao có tinh thần. Thôi ba khỏi gieo đi, anh Khiêm lên đây. Hai anh em mình thôi. 1, 2, 3 yeah. Ok. Ra đi. Ba sao ba lại né? Thì hồi nãy con nói là thấy cái cầu tới là né thì ba né đó. Thì con nói thì nói vậy thôi, nhưng tình huống hồi nãy là chỉ có ba cái cầu thôi, không có ai bên cạnh ba hết. Ba phải xử lý cái cầu đó chứ bên kia chứ. Ba ơi, ba làm gì bằng cái đầu giùm con nha ba nha. Thôi về về đi anh Kim. Dạ. Anh vô vị trí này thủ đi, một mình tôi đã tấn công được rồi. Dạ, dạ. Đứng vậy là con che chú á. Ba ơi, ba làm ơn làm phước đứng y một chỗ thôi để cho con với anh Khiêm tập trung đá với bên kia nha. Con bé đẹp gì cứ càm ràm hoài. Rồi bắt đầu đi. Con một mình chú né thôi đó, con không có được né. Cầu là của tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau gì rồi sẽ có được những giây phút vinh quang nhất của cuộc đời mình. Hay quá lắm. Nói ra xấu hổ, nhưng trong suốt 10 năm qua, giây phút vinh quang nhất cuộc đời tôi chính là trong cuộc thi cầu may. Lao tới, tung người lên, rồi thẳng chân đá thật mạnh. Làm đối thủ chỉ còn biết đứng nhìn. Tôi được công nhận là số 1. Phải công nhận cảm giác đó thật là tuyệt vời. Dù rất nhanh chóng, nhưng mùi vị của cảm giác đó tôi không bao giờ có thể quên được. Trận cầu là vinh quang. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.